Tôi xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha XS155R của năm 2024. Một phiên bản màu sắc đen bóng, đi cùng với đó là cặp phuộc màu vàng đồng. Upside down nhìn cực kỳ đẹp và cuốn hút. Mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này đến từ Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ cụ thể số 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và đối diện với chợ trung tâm của thành phố. Để có thể review qua một chút, sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 6 năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm, muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Với một lối thiết kế xen lẫn giữa cổ điển và hiện đại, nhìn cực kỳ là ok. Phong cách cà phê racer nhìn rất đẹp các bạn nha. Chóa đèn phía trước được tạo hình tròn, kết hợp với đó là hệ thống bóng LED chia làm hai tầng cực kỳ đẹp. Hai đèn xi nhan được làm tách rời sang hai bên. Điều đặc biệt nhất, điểm nhấn quan trọng chính là cặp phuộc upside down màu vàng đồng, tăng thêm nét quyến rũ và đẹp hơn cho mẫu xe này. Rất giá trị. Trang bị cho xe là khối động cơ 4 thì làm mát bằng dung dịch SOHC, xi lanh đơn 4 van. Với dung tích là 155,1cc, sản sinh ra công suất lên tới 19,3 mã lực tại vòng xoáy 10.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 14,7 Nm tại 8.500 vòng trên phút. Cùng là khối động cơ 105 phân khối nhưng nó sẽ nhỉnh hơn so với dòng xe Exciter các bạn nha. Ngang ngửa với các mẫu xe MT15 hay R15V4. Mặt đồng hồ cũng được thiết kế dạng tròn, cũng là trang bị hệ thống LED 100%. Các nút chức năng bấm trên xe trang bị đầy đủ. Tay lái được làm cao nhìn khá là ok. Logo XS155R được in nổi 3D. Cùng với đó là mức tiêu hao nhiên liệu ở mức là 2 lít trên 100km với hệ thống phun xăng điện tử PCMFI. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Hệ thống phanh đĩa trang bị hệ thống cả trước và sau. Tuy nhiên thì mẫu xe này vẫn chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, các bạn lưu ý. Đèn hậu phía sau của xe thiết kế cũng rất là gọn gàng. Với hệ thống đèn hậu sử bóng LED, tuy nhiên được làm tròn, nhỏ, hai đèn xi nhan tách rời sang hai bên cùng rè chắn bùn thể thao của mẫu xe. Kích thước lốp của xe hiện tại trang bị lốp trước với kích thước là 110/70/17 và lốp sau lên tới 140/70/17 và sử dụng lốp không xăng các bạn nha. Các cái nội dung đều được trang bị gần như tương đương với các cái mẫu xe như R15M này hay R15V4, thậm chí kể cả mẫu xe MT15. Khung sườn thiết kế cứng cáp đẹp, bình xăng to bản. Bình xăng hiện tại của mẫu xe này với dung tích lên tới là 10 lít. Chạy mẫu xe này cực kỳ ok, bản thân top 5 cũng đã trải nghiệm rồi. Anh mình cũng đã mua một chiếc rồi, thấy trải nghiệm khá là tốt các bạn nha. Thường thì mua về các bạn phải làm thay đổi cái vị trí tay lái của xe được làm cao hơn một chút ý, thì tạo ra cảm giác lái nó thoải mái hơn. Không còn cảm giác bị chồm chồm về phía trước, nó sẽ khiến cho các bạn mỏi khi các bạn chạy đường xa với mẫu xe này. Đầy đủ điển hình, đáng để quan tâm với một mẫu xe đến từ nhà Yamaha Motor Việt Nam với thiết kế rất đẹp. Sẵn sàng có thể cạnh tranh được với các đối thủ trong cùng phân khúc luôn, với mức giá bán vô cùng là phải chăng. Sau đây thì mình sẽ gửi tới các bạn cái mức giá bán cụ thể đến từ nhà Yamaha Mạnh Đạt các bạn nha. Hiện tại giá bán của xe vẫn duy trì ở mức ngang bằng giá bán đề xuất của hãng là 77 triệu. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể đến đại lý đặt hàng thông qua top 5. Nói top 5 giới thiệu sẽ được giảm giá bán của xe từ 500 đến 1 triệu nữa để có thể sở hữu cho mình mẫu xe XS155R này. Rất là ok. Trọng lượng cũng khá là ok vào khoảng tầm 134kg. Độ cao gầm xe lên tới là 170mm. Độ cao yên xe ở mức là 810mm. Và chiều dài cơ sở của xe là 1330mm. Đó là một số những thông số kỹ thuật mình muốn kể thêm gửi đến bạn cùng tham khảo. Đặc biệt nhất, tất cả những dòng xe của Yamaha đều được áp dụng chế độ bảo hành lên tới 3 năm hoặc 30.000km tùy theo điều kiện nào đến trước. Đây là một mẫu xe mình thấy với những bác lớn tuổi một chút, trung tính một chút hoàn toàn có thể lựa chọn cái mẫu xe này các bạn nha. Độ tuổi của khoảng tầm từ 45-50 tuổi vẫn có thể điều khiển được. Thậm chí các bạn trẻ tuổi đi tour đi phượt lựa chọn mẫu xe này khá nhiều trong thời gian vừa qua. Đây là một điểm mình đánh giá rất cao ở dòng xe Yamaha XS155R. Với thị trường chúng ta gọi là XS155R, còn đối với thị trường Indonesia thì nó sẽ gọi là XSR155. Nó chỉ thay đổi một chút về phần tên gọi mà thôi. Các nội dung trên xe, các cái thông số kỹ thuật là tương tự giống nhau. Trang bị cũng đầy đủ điển hình tiên tiến. Rất chi tiết như vậy. Với những bạn nào đang quan tâm tới mẫu xe Yamaha XS155R này, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe với địa chỉ số 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và đối diện với chợ trung tâm của thành phố để tham khảo xe cho mình. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý số điện thoại
0983154222 sẽ đang tư vấn cụ thể về mẫu xe này các bạn nha. Hiện tại thì mẫu xe cho năm 2024 vẫn duy trì ở hai màu sắc, một là phiên bản màu bạc và một phiên bản màu đen bóng như các bạn đang theo dõi. Rất ít sự tùy chọn, nó không nhiều như những cái mẫu xe đến từ thị trường Indonesia với những màu sắc nổi trội hơn như phiên bản kỷ niệm 60 năm vân vân. Nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều. Tuy nhiên thì những cái màu sắc này mình thấy là cũng khá là đáng để quan tâm rồi. Những màu bạc và màu đen bóng ấy cũng rất đẹp và cuốn hút. Nếu các bạn đi tour đi phượt lựa chọn hoàn toàn ok, đặc biệt là mẫu xe này nó sẽ phù hợp với nhiều lứa tuổi sử dụng hơn. Lớn, bé, già, trẻ đều có thể chạy được mẫu xe này một cách là ok. Và mình thấy khá nhiều những phiên bản độ đẹp cho mẫu xe XS125R này. Bản thân mình ấy, anh mình đã mua và mình cũng đã độ lên rồi. Mất đâu đó vào khoảng tầm 2-3 triệu thôi là các bạn có thể biến hóa chiếc xe trở lên thân thiện hơn, đẹp hơn với hệ thống chống đổ này, cùng với vị trí tay lái được làm cao hơn, giúp các bạn có thể dễ dàng điều khiển hơn với mẫu xe. Có những bạn nào có điều kiện về kinh tế, các bạn có thể xoay chuyển nó, tạo dựng nó thành một cái phiên bản mới hoàn toàn, giống như một số những cái mẫu xe Revel 300 ấy, các bạn có thể lưu ý, nhìn nó cũng đẹp hơn, phong cách hơn khá là nhiều các bạn nha. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung như vậy mình muốn giới thiệu với các bạn cùng tham khảo, thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình về mẫu xe XS125R. Rồi, cảm giác này của mình, nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.